Thưa quý vị, trong phiên làm việc sáng nay, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp. Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm góp ý liên quan đến quy định về các điều kiện đảm bảo phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở kết hợp kinh doanh. Theo đó, đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần có tính toán đưa ra quy định phù hợp với thực tế, đồng thời đề xuất đối với nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh cần có thêm quy định về việc kiểm tra định kỳ và công khai minh bạch trên các trang điện tử của lực lượng. Đề nghị là ban soạn thảo là cân nhắc bổ sung thêm cái quy định là các cái cơ sở sản xuất kinh doanh phải công khai kết quả kiểm tra phòng cháy chữa cháy hàng năm trên trang thông tin điện tử của cơ quan chức năng và tại cơ sở. Và bổ sung thêm cái điều khoản là các cái cơ sở phải kiểm tra định kỳ 6 tháng một lần về cái tình trạng hoạt động của các hệ thống phòng cháy chữa cháy. Nêu thực tế về các chung cư cao tầng là khu vực tập trung đông dân cư sinh sống, nguy cơ cháy nổ cao. Trong khi đó, nhiều chung cư cao tầng xây dựng từ lâu, trong quá trình sử dụng gây hư hỏng hoặc sửa chữa hệ thống kỹ thuật, dẫn đến công tác ngăn cháy, chống cháy, cứu nạn, cứu hộ không còn đảm bảo. Đại biểu đề nghị cần bổ sung quy định về phòng cháy với chung cư cao tầng, do đây là nơi tập trung đông dân sinh sống, nhiều nơi hạ tầng đã lâu ngày tiềm ẩn nguy cơ. Về hệ thống đường giao thông dẫn vào các tòa nhà chung cư cao tầng phải đảm bảo tối thiểu cho xe phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng có thể tiếp cận được khi cháy nổ xảy ra, để giảm thiểu thiệt hại thấp nhất về người và tài sản của nhân dân. Không phải nó cháy một phát toàn bộ, tất cả các cái tòa nhà. Nó chỉ có xuất phát từ một điểm thôi, cho nên là ở cái điểm đó chúng ta xử lý ngay được thì sẽ ngăn ngừa được cái việc cháy ngay cả bản thân ở cái căn hộ đó hay là cái nhà đó trước khi nó lây lan ra. Thì nên có khai thác cái nguồn nước từ các hộ gia đình đã có để xử lý luôn cái đó. Và chúng ta chỉ cần quy định thêm là các gia đình trong quá trình cải tạo và hiện nay có thể bố trí thêm cái vòi nước dự phòng. Dự thảo luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gồm 56 điều, dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này.